đi vô chỗ này là vì màu. Hôm nay đến về thăm dì Mao nè. Hả? Dì Mao nó đẹp lắm nè. Hả? Đeo trang sức rất là nhiều và rất là đẹp ha. Sen cũng đẹp nữa. Dì Ben đẹp à. Xin kêu có một lần là dì chứng giám, dì gia hộ, dì vui dì cười. Hôm nay dì đẹp quá, dì vui dì cười nè, thấy không? Rồi. Đây nè, về được tới ngay chỗ chùa của dì Mao. Mọi người bây giờ đang lên đảnh lễ. Lúc nào năm nào ăn Tết xong tôi cũng về đây. Đây là gọi là chùa của dì Mao, cô Mao. Dì Mao là sẽ phù hộ cho mình may mắn mọi việc trong cuộc sống an lành. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người nhé. Những người thân, những người bạn, những người anh, những người em sẽ được may mắn trong cuộc sống, may mắn và an lành được rồi. Thấy không? Còn chuyện giàu hay nghèo đó là số của các bạn. Tôi không thể nào mà cải được số của cho các bạn, đúng không cô ba? Đúng không? Mỗi người có cái số. Cung điện dì Mao lên trên nhìn xuống đường rồi đó. Khách du lịch người ta cũng đi rất là nhiều. Giỏi quá con. Mở ra, mở ra. Chào sáng thôn. Vậy chứ hả? Con sẽ thôn mà, con sẽ thôn mà hả? Được, thoải mái, mở ra mày. Ở đây chụp hình thoải mái. Nè, nè, đắp cái ấy thì còn bó là đẹp. Nhà bổn sư Thích Ca. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha. Bye.
tên đi. Đây là Phật lớn. Thấy không? Phật lớn dễ sợ luôn không? Hello. Hello ông. Ông nhớ con không? Hả? Cúng lên đi, sắp lên đi. Để trên tay của ngài anh Dũng, Dũng đó. Trời phải không? Nãy có ông chưa? Có rồi. Long. Có em cũng rồi. Người mình là bảy chai nước này. Này rất là lớn thấy không?